Trong nhiều ý kiến trao đổi tại hội nghị của Thường trực Chính phủ làm việc với các doanh nghiệp về giải pháp góp phần phát triển kinh tế xã hội đất nước, đại diện tập đoàn TH đã gây chú ý với đề xuất xây dựng luật dinh dưỡng học đường nhằm giúp cải thiện sức khỏe, tầm vóc thế hệ trẻ nói riêng và người Việt nói chung. Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong việc cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho người dân, song vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề dinh dưỡng, đặc biệt ở lứa tuổi tiền học đường và học đường. Hiện nay, nước ta vẫn đang nằm trong nhóm các quốc gia và vùng lãnh thổ mà chiều cao trung bình còn thấp, đứng thứ 15 từ dưới lên trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Ở nhiều quốc gia trên thế giới như Nhật Bản, từ năm 1954 đã có luật dinh dưỡng học đường, quy định các tiêu chuẩn dinh dưỡng và quản lý an toàn thực phẩm cho bữa ăn học đường. Tại Thái Lan, chính phủ đã ban hành bộ tiêu chuẩn về bữa trưa tại trường. Năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và các chuyên gia độc lập tham khảo kinh nghiệm thực tiễn của các nước phát triển trên thế giới như Nhật Bản để thực hiện mô hình điểm bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng hợp lý, kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên. Kết quả thực tiễn từ mô hình này cho thấy, nếu cung cấp cho các trường các điều kiện cần và đủ, bao gồm kiện toàn cơ sở vật chất, nhân lực, đào tạo chuyên môn, kết hợp giữa giáo dục dinh dưỡng và giáo dục thể chất, thì có thể cải thiện được tình trạng dinh dưỡng của trẻ em. Do đó, tại hội nghị, đại diện tập đoàn TH đề xuất xây dựng một bộ luật riêng là luật dinh dưỡng học đường. Bà nhấn mạnh cần phải có luật riêng vì các nội dung quy định sẽ rất lớn và bao trùm, ảnh hưởng tới sức khỏe tầm vóc của thế hệ tương lai.